Kính thưa quý vị, đây là chương trình Thế sự Thăng Trầm do Phương Thanh thực hiện hàng tuần vào lúc 9 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên hệ thống của Đài truyền hình Việt Nam America Nam Bắc California và trên hệ thống điện toán toàn cầu vnatv573.com. Trân trọng kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay được bảo trợ đặc biệt bởi công ty dược thảo Rêu Hoàng Hậu. Rêu Hoàng Hậu là một sản phẩm rất nổi tiếng của Nhật với hai tiêu chuẩn an toàn thực phẩm ISO 9001 và GMP. Mỗi tuần kính mời quý vị đón coi hai chương trình talk show của chúng tôi được thực hiện vào lúc 9 giờ sáng thứ Bảy và 7 giờ 30 phút tối Chủ nhật. Để biết thêm nhiều chi tiết có lợi cho sức khỏe hơn, nếu quý vị có bất cứ điều chi thắc mắc xin liên lạc trực tiếp với Phương Thanh 714-260-7311, 714-260-7311. Xin cảm ơn quý vị. Mở đầu chương trình hôm nay, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bài viết với chủ đề Lại điều tra cuội của bình luận gia Vũ Linh. Thưa quý vị, từ cả tháng nay, TV và báo chí cấp tiến bắt tay với Đảng Dân Chủ đã liên tục diễn tuồng hát bộ gọi là điều tra về biến động ngày 6 tháng 1 năm 2021, tức là điều tra về cuộc biểu tình của cả trăm ngàn người xuống đường bao vây quốc hội để phản đối việc họ cho là bầu cử gian lận đưa đến việc Tổng thống Trump thất cử. Đúng ra, diễn đàn trái chiều không muốn viết bài về cuộc điều tra này vì đây chỉ là màn xiếc chính trị mà mọi chú tâm vào chỉ có nghĩa đã mắc bẫy Đảng Dân Chủ và phe cấp tiến đang cố lái dư luận quần chúng ra khỏi những thảm họa như giá xăng và nhu yếu phẩm gia tăng, kinh tế suy thoái, những thất bại tại tối cao pháp viện về súng, phá thai, v.v. Tuy nhiên, vì tầm quan trọng của vụ điều tra cùng với cả lô bài phiên dịch sảng của đám vẹt tị nạn đã khiến nhiều người bị xuyên tạc, hoang mang, diễn đàn trái chiều đành phải có ít ra cũng là một bài, không phải để bàn về nội dung cuộc điều tra hay những khám phá của cuộc điều tra là những chuyện ba lát, mà để vạch mặt trái của màn xiếc để quý vị thấy rõ cái gian trá của Đảng Dân Chủ và toàn bộ câu chuyện và cái u mê của đám vẹt. Chúng ta vào đề. Bối cảnh. Kết quả bầu cử Tổng thống đưa đến việc Tổng thống Trump thất cử đã gây sốc lớn cho khối cử tri bảo thủ ủng hộ Tổng thống Trump. Nhất là người thắng cuộc lại là một chính khách lờ mờ nhất, tuyệt đối không xứng đáng chút nào, mà trong suốt hơn nửa thế kỷ lăn lộn trong chính trường đã không để lại một thành quả hay dấu ấn đáng kể nào hết. Đã hai lần ra tranh cử Tổng thống mà chẳng lần nào có được hơn 2-3% hậu thuẫn ngay trong nội bộ Đảng Dân Chủ, phải rút lui sớm. Việc cụ lẩm cẩm này thắng cử là chuyện khó tin và khó xảy ra nếu bầu cử đã hoàn toàn trong sạch, không gian lận. Chuyện gian lận, diễn đàn này đã bàn quá nhiều, không cần lặp lại trong bài này nữa. Chỉ biết khối cử tri bảo thủ nổi giận đến độ tổ chức một cuộc biểu tình với cả trăm ngàn người từ khắp nước đổ về tham dự. Dự tính sẽ tuần hành qua các đường lớn, qua các đường phố lớn của thủ đô trước khi đến trước quốc hội, khi đó đang chính thức kiểm phiếu bầu tổng thống của đại cử tri đoàn, để nói lên tiếng nói bất mãn của dân. Biểu tình trở thành rối loạn khi đám biểu tình tràn vào bên trong quốc hội, khiến các nghị sĩ và dân biểu vì an toàn cá nhân đã bị cảnh sát quốc hội bắt phải xuống hầm trú ẩn an toàn. Sau khi tràn vào các phòng họp, đi lòng vòng chụp hình tự sướng như du khách, đám biểu tình rút lui và quốc hội tái nhóm dưới sự chủ tọa của Phó Tổng thống Pence và xác nhận cụ Biden là tân Tổng thống đắc cử. Hơn 2 tuần sau, Tổng thống Trump bàn giao cho Biden. Chẳng có gì ghê hồn. Câu chuyện tưởng như xong, nhưng không. Đảng Dân Chủ vốn sợ ông thần Trump hơn sợ ông 30, liền chụp lấy cơ hội, dựa vào thế đa số trong Hạ viện, hấp tấp tổ chức biểu quyết đàn hạc Tổng thống Trump. Đàn hạc thất bại, Đảng Dân Chủ tung ra chiêu mới, thành lập một ủy ban đặc nhiệm gọi là điều tra về cuộc biểu tình, mà trong thực tế là đi bới rác tạo ra tội để trừng phạt Trump không hơn không kém. Điều ta đang thấy qua TV và báo chí là ủy ban này đang làm việc. Ta nhìn qua cách đảng tự xưng là dân chủ làm việc từ đàn hạc tới Hạ viện điều tra. Đầu tiên chúng ta nói đến vấn đề đàn hạc. Đàn hạc là thủ tục nghiêm trọng nhất để trừng phạt và truất phế một tổng thống bị kết tội phản quốc hay một đại tội hình sự cực ghê gớm. Câu hỏi là Tổng thống Trump đã chính thức thất cử và sẽ bàn giao 2 tuần nữa còn có thể phạm đại tội phản quốc nào để phải hấp tấp đàn hạc để làm gì nữa? Câu trả lời là để Thượng viện ra quyết định cấm ông Trump và cả gia đình con cháu vĩnh viễn không được tham gia chính trị Mỹ. Đảng Dân Chủ sợ ông sẽ ra tái tranh cử năm 2024,
rồi sau đó tới đám con của ông ra tranh cử các chức vụ trong chính quyền. Đủ thấy Đảng Dân Chủ khiếp sợ ông Trump và cả đám con cháu của ông đến mức nào. Đàn hạc được tổ chức hấp tấp vì cần có bản án cuối cùng trong vòng chưa tới 2 tuần trước lễ bàn giao, trước khi ông Trump hết làm Tổng thống, vì dĩ nhiên chẳng ai truất phế Tổng thống nếu ông không còn làm Tổng thống nữa. Vì hấp tấp nên cực kỳ luộm thuộm, vi phạm tất cả mọi luật lệ và thủ tục pháp lý cũng như thủ tục sinh hoạt quốc hội. Nhưng phe Dân Chủ bất cần vì có đủ phiếu trong cả Hạ viện lẫn Thượng viện để hợp pháp hóa tất cả mọi vi phạm. Mở cuộc xử án và kết tội khẩn cấp mà không cần điều tra, không nhân chứng, không bằng chứng, không có kiểm chứng vài tài liệu lèo tèo có được. Không có đối chất với nhân chứng được lựa chọn theo các tiêu chuẩn một chiều, không cho các bị can khai gì cả, cũng chẳng có luật sư của các bị cáo có tiếng nói hay hiện diện. Chỉ có bà Chủ tịch Hạ viện và vài dân biểu Dân Chủ ra đọc diễn văn lên án, rồi cả Hạ viện biểu quyết đàn hạc ngay, hết chuyện. Rồi chuyển ngay qua Thượng viện để xử. Cũng như vậy, Thượng viện cũng chẳng tôn trọng bất cứ thủ tục hành chánh hay pháp lý nào. Chánh thẩm tối cao pháp viện theo hiến pháp phải chủ tọa cuộc họp của Thượng viện để kết án, nhưng chánh thẩm John Roberts không nhìn nhận và từ chối không tham gia phiên tòa đàn hạc cuội vi phạm hiến pháp. Không một thẩm phán tối cao pháp viện nào nhận thay thế hay tham gia, kể cả ba thẩm phán cấp tiến. Phe đa số Dân Chủ bất cần bầu ngay một thượng nghị sĩ Dân Chủ, chủ tọa là thượng nghị sĩ Patrick Leahy, một chuyện không hề có trong hiến pháp. Dù vậy vẫn thất bại, không đủ phiếu truất phế ông Trump hay có bất cứ trừng phạt nào. Tiếp đến chúng ta nói về vấn đề ủy ban điều tra. Thua keo này ta bày keo khác. Sau lễ bàn giao, có Tổng thống mới với Quốc hội mới, Hạ viện với thế đa số ra chiêu trò khác, thông báo thành lập một ủy ban đặc biệt để điều tra và kết tội Trump nữa. Công lý cả thế giới là điều tra có đủ tội trạng rồi mới truy tố ra tòa để kết án. Công lý của Đảng Dân Chủ thời nay là truy tố ra tòa thất bại rồi mở cuộc điều tra đi mò tội lại. Thành lập trên nguyên tắc, các ủy ban của Quốc hội luôn luôn phải có đại diện của cả hai đảng, với đảng đa số nắm quyền chủ tịch và có nhiều thành viên hơn. Dân biểu McCarthy, lãnh đạo khối Cộng hòa, nộp cho bà Pelosi danh sách 5 thành viên Cộng hòa. Trái với thông lệ mấy trăm năm qua, bà Pelosi không chấp nhận hai thành viên cho ông McCarthy đưa ra là các dân biểu Jim Jordan và Jim Bank, với lý do họ ủng hộ Trump. Bà Pelosi chỉ nhận những thành viên chống Trump thôi. Đây là lần đầu tiên thành viên đảng đối lập thiểu số bị bác, dù là thiểu số, vẫn không được quyền có tiếng nói vì là trái chiều. Đảng Cộng hòa phản đối, cho biết sẽ tẩy chay không tham gia nếu danh sách của họ không được nhận. Bà Nancy Pelosi bất cần, loại hết luôn, rồi tự ý bổ nhiệm hai dân biểu Cộng hòa đã từng chống Trump tận cùng, đã từng biểu quyết đàn hạc Trump, đó là bà Elizabeth Cheney của Wyoming và ông Adam Kinzinger của Illinois. Hai dân biểu phản đảng này hí hửng nhận lời ngay. Công lý thế giới là quan tòa và bồi thẩm đoàn phải triệt để trung lập, công tâm, không có thành kiến gì trước. Công lý của Đảng Dân Chủ thời nay là quan tòa và bồi thẩm đoàn phải đồng ý kết tội trước khi xử án mới được bổ nhiệm. Hạ viện biểu quyết chính thức thành lập Ủy ban điều tra với tất cả các dân biểu Dân Chủ OK. Tất cả 190 dân biểu Cộng hòa chống, đúng hai dân biểu Cộng hòa phản đảng ủng hộ là bà Cheney và ông Kinzinger. Truyền thông hí hửng xuyên tạc như sau: lưỡng đảng đã đồng ý điều tra Trump. Kết quả ủy ban được thành lập với 9 thành viên, 7 Dân Chủ và 2 Cộng hòa. Tất cả 9 thành viên cùng có một mẫu số chung: chống Trump chết bỏ, đã từng đàn hạc Trump, được chính bà Nancy Pelosi lựa chọn và bổ nhiệm không qua thủ tục bình thường, hoàn toàn bất hợp lệ. Không sao hết, vẫn tiến hành như thường. Đảng Cộng hòa phản đối vô ích vì Đảng Dân Chủ nắm đa số, biểu quyết OK. Một vài chi tiết về thành phần ủy ban về phía Dân Chủ. Thứ nhất, chủ tịch là dân biểu Benny Thompson của Mississippi, da đen, khuynh hướng cấp tiến cực đoan nhất. Tối Trump đã âm mưu lật đổ thể chế Dân Chủ của Mỹ khi không chịu nhìn nhận kết quả bầu cử Tổng thống năm 2020. Ông này sống chết bảo vệ kết quả bầu cử và thể chế Dân Chủ Mỹ, mà mỉa mai thay lại chính là dân biểu đã không nhìn nhận kết quả bầu Tổng thống năm 2004, biểu quyết không nhìn nhận kết quả của tiểu bang Ohio nói riêng và kết quả bầu cho Tổng thống Bush con nói riêng, vì cho rằng đã có gian lận quy mô dù chẳng có bằng chứng nào.
Thứ hai, dân biểu Adam Schiff của California, khuynh hướng cực tả, loại cuồng chống Trump khủng điên nhất đã từng quậy mạnh nhất trong hai lần đàng hạc Trump. Thứ ba là dân biểu Joey Lofgren của California, bạn chí thân và đồng minh chính trị của bà Pelosi. Thứ tư là dân biểu Peter Aguilar, vẫn của California, đồng minh chính trị của bà Pelosi, dân biểu gốc Latin cao cấp nhất trong bảy người đã có ba từ California. Thứ năm là dân biểu Jamie Raskin của Maryland, bà vợ là Sarah Bloom Raskin, được Biden bổ nhiệm phó chủ tịch hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang, nhưng phải rút lui vì dính dáng vào một xì căng đan liên quan đến một ngân hàng gì đó. Thứ sáu là dân biểu Elaine Loria của Virginia, mới đắc cử cuối năm 2018, không có kinh nghiệm chính trị gì, chẳng ai biết gì về bà cả. Thứ bảy, dân biểu Stephanie Murphy của Florida, mới đắc cử cuối năm 2018, giống như bà Loria, được chọn theo tiêu chuẩn đa dạng, màu mè, cho thấy ủy ban có đủ trắng đen nâu vàng. Dân biểu liên bang gốc Việt duy nhất, tên Việt là Đặng Thị Ngọc Dung. Bà Dung cho biết sẽ không ra tái tranh cử cuối năm nay, chỉ làm dân biểu tàng hình đúng 2 nhiệm kỳ hay 4 năm. Về hai dân biểu Cộng Hòa là bà Cheney, con gái của Phó Tổng thống Dick Cheney, sẽ ra tái tranh cử cuối năm nay và các thăm dò cho tới nay cho thấy bà sẽ thảm bại. Thăm dò mới nhất cho thấy là bà Liz Cheney thua đối thủ tới 28 điểm với tỷ lệ đâu là 32-60% sau khi bị Đảng Cộng Hòa tại tiểu bang nhà là Wyoming trục xuất ra khỏi đảng. Ông Kinzinger thính mũi hơn, nhanh chân chạy trước, cho biết sẽ không ra tái tranh cử cuối năm nay. Cả hai đang cố sức trả thù chống ông Trump trước khi về nhà đi câu cá. Nghe nói là bà Liz Cheney, bà tuyên bố là bà ra ứng cử tổng thống là để giúp dân Mỹ để tránh khỏi Donald Trump. Không biết là bà có thể thắng được hay không thì mình phải chờ coi. Tiếp đến chúng ta nói về vấn đề xuyên tạc, gian trá và bóp méo. Xuyên tạc và bóp méo đã được ủy ban biểu diễn cho thấy, cho thiên hạ thấy ngay từ buổi điều trần trực tiếp truyền hình đầu tiên. Ủy ban cho mở đầu bằng một video cho thấy Tổng thống Trump kêu gọi dân xuống đường biểu tình để nói lên tiếng nói bất mãn của mình. Hiển nhiên ý đồ của ủy ban là chứng minh Trump đã kích động nổi loạn. Nhưng điều gian trá ngay từ đầu là trong diễn văn kêu gọi biểu tình đó của Trump cũng còn có câu kêu gọi biểu tình trong ôn hòa và trật tự mà ủy ban đã gian trá cắt xén không chiếu lên màn hình. Và về khúc phim này, không phải là chuyện quá đáng khi nói đây là phim giả tưởng của Hồ Ly Vọng. Khúc phim là một tuyệt tác về nghệ thuật cắt xén, chấp nối rất công phu của một đạo diễn phim ảnh chuyên nghiệp được ủy ban trả tiền khẩm để thực hiện. Chính bình luận gia Chris Wallace của CNN, CNN đấy không phải là Fox News đâu, phải than phiền là đảng Dân Chủ bóp méo và thổi phồng quá đáng, nhất là khi thuê một đạo diễn chuyên nghiệp cắt xén, ráp nối các phim thời sự về vụ biểu tình với mục đích xuyên tạc một chiều rõ rệt. Việc cắt xén lời kêu gọi ôn hòa còn có mục đích là củng cố chiêu bài cuộc nổi loạn đã là một biến cố bạo động, đẫm máu, chết người ghê gớm, kinh thiên động địa. Theo những tố giác của ủy ban được truyền thông thêm mắm muối thì cuộc biểu tình đẫm máu đã khiến hơn một chục người chết, cả trăm cảnh sát bị thương kèm theo đập phá tứ tung trong trụ sở quốc hội. Sự thật không như ủy ban mô tả. Trong một chục người chết đó có đâu 5 cảnh sát tự tử vì nhiều lý do cá nhân cả tháng trời sau biến động. Không phải bị dân biểu tình đánh chết trong biến động. Báo New York Times chạy tiết khổng lồ một cảnh sát bị một dân biểu tình dùng bình xịt chữa lửa đập vỡ đầu chết tại chỗ. Sau đó, Sở Cảnh sát Quốc hội ra thông cáo. Viên cảnh sát đó chết vì đột quỵ, chẳng liên quan gì đến tin vịt cồ là bị đập vỡ đầu chết. New York Times sau đó phải chính thức đính chính. Trong số người biểu tình cũng đã có đâu 3 người chết trong lúc đang đi biểu tình. Chẳng ai đánh đập họ, mà có 2 người chết vì đứng tim trong lúc hò hét biểu tình. Một người chết vì bệnh nặng đã có từ trước, tất cả đều có giấy chứng tử của bác sĩ và xác nhận của gia đình. Tuy nhiên, cũng có một người chết vì bạo động trong cuộc biểu tình thật. Đó là một bà cựu quân nhân da trắng đi biểu tình, bị một cảnh sát da đen bắn chết tại chỗ, dù bà này chỉ tay không đứng la hét. Viên cảnh sát được phán hoàn toàn vô tội, chẳng bị truy tố gì hết. Thử tưởng tượng đây là cuộc biểu tình ủng hộ Obama, thủ phạm là cảnh sát da trắng và nạn nhân là một bà da đen, xem sao. Cũng chẳng có chuyện cả trăm cảnh sát bị thương mà chỉ có đâu một chục người bị xây xát nhẹ.
Trụ sở Quốc hội cũng chẳng bị đập phá gì, ngoài việc đúng một cửa sổ bị đập kính, một hai vật trang trí nhỏ trong Quốc hội bị dân biểu tình lấy mang về nhà làm kỷ niệm, và laptop của bà Nancy Pelosi bị lấy đi, nhưng qua ngày sau đã được mang lại hộ nộp y nguyên cho cảnh sát. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của LA Insurance. Khi quý vị phân vân không biết mua bảo hiểm ở đâu, hãy chọn LA Insurance. Đây là một văn phòng bảo hiểm rất có uy tín, phục vụ tận tâm, sẽ chọn cho quý vị những hãng bảo hiểm tốt nhất với giá cả thật nhẹ nhàng tùy theo từng trường hợp. Quý vị mua bảo hiểm xe một chiều một năm giá chỉ có 295 Mỹ Kim. Ngoài ra, văn phòng này còn giúp quý vị báo cáo tai nạn bằng tiếng Việt nữa. Văn phòng LA Insurance tọa lạc tại địa chỉ 9191 Bonsa Avenue, suite 212, thành phố Westminster, trong khu chợ Á Đông đối diện với Phước Lộc Thọ. Quý vị có thể liên lạc với cô Chu Đi Trương qua số điện thoại 714-373-2437, 714-373-2437 để ủng hộ LA Insurance. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và Phương Thanh mời quý vị nghe tiếp bài bình luận của tác giả Vũ Linh với chủ đề Lại điều tra cuội. Tiếp đến là vấn đề nhân chứng. Về diễn tiến cuộc điều tra, Ủy ban cho đến nay đã đưa ra nhiều nhân chứng tố cáo Tổng thống Trump vô số tội. Ủy ban khoe đã gọi trên 1.000 nhân chứng, nghe chết khiếp, nhưng vấn đề là tuyệt đại đa số những nhân chứng này đều thuộc loại tép riu, vớ vẩn như vài anh cảnh sát, vài anh biểu tình, vân vân. Số còn lại toàn là những người có thành kiến phe đảng chống Trump, ra trước ủy ban để tố cáo Trump đủ thứ tội. Nhà báo Dana Bash của CNN đã hỏi ông dân biểu Adam Schiff tại sao ủy ban điều tra chỉ toàn đưa ra những nhân chứng chống Trump, những bằng chứng bất lợi cho Trump, dân chủ cũng như cộng hòa, mà hiếm thấy một người nào khác quan điểm với ủy ban, có cách nhìn thuận lợi hơn cho ông Trump hay công kích ủy ban hết vậy. Ông Adam Schiff chối quanh, trả lời ủy ban luôn luôn muốn nghe tiếng nói từ nhiều phía, nói mà không làm. Ủy ban đã đưa một vài anh chị cộng hòa ra làm nhân chứng tố Trump, như thể đây là việc cả hai đảng đều luận tội Trump vậy. Các nhân chứng cộng hòa ra điều trần đều thuộc phe chống Trump hay có ân oán với Trump, trong khi các phụ tá quan trọng nhất của Trump đều từ chối không ra điều trần. Và một số đã bị ủy ban tố là khinh thường Quốc hội. Con gái của Trump là bà Ivanka có ra điều trần, nhưng lại xác nhận tất cả những viên chức, phụ tá hay cố vấn đều hết sức ngỡ ngàng và khuyến cáo Tổng thống Trump nên kêu gọi chấm dứt biểu tình càng sớm càng tốt. Nghĩa là Trump và ekip của ông chẳng ai biết trước, tham dự hay cổ võ đám nổi loạn làm chuyện bạo động gì hết. Dù vậy, truyền thông cũng cố bám víu vào điều trần của bà Ivanka để vặn vẹo, bóp méo thành chuyện là bà Ivanka chống lại bố, cản bố đừng xúi giục bạo động nhưng đã thất bại. Một con vẹt tị nạn phân tích rất oai, đại khái hẹp hỏi là nếu không có tội thì tại sao Trump và Pence không dám ra điều trần? Và các quan cao cấp của nội các Trump cũng không dám ra điều trần hay ra mà không dám trả lời các câu hỏi. Những câu hỏi nếu không phải là ngớ ngẩn thì cũng chỉ phản ảnh ảnh tính phe phái, coi thường sự hiểu biết của độc giả mà thôi. Thứ nhất, Trump và Pence đều không nhận được giấy mời chính thức ra điều trần. Sao có thể hỏi tại sao họ không dám ra điều trần? Thứ nhì, thể chế chính trị của Mỹ dựa trên nguyên tắc tam quyền phân lập, ba ngành hành pháp, lập pháp và tư pháp ngang quyền nhau. Trong đó, hai người đứng đầu ngành lập pháp là Chủ tịch Hạ viện và Chủ tịch nhiệm chức Thượng viện, chỉ đứng hạng nhì và hạng ba sau Phó Tổng thống trong danh sách kế nhiệm chức Tổng thống là chức đứng đầu hành pháp, tức là xếp của lập pháp còn thua xếp của hành pháp 2-3 bậc. Thế thì vài anh chị dân biểu tép riu trong ủy ban lấy tư cách gì và quyền hạn nào để đòi hai người lãnh đạo hành pháp ra trước mặt họ để họ hạch hỏi? Thứ ba, về phần các viên chức cao cấp, trong luật Mỹ có cái gọi là đặc quyền hành pháp, executive privilege, là bảo vệ các nhân viên nội các, phụ tá và cố vấn của Tổng thống, cho họ quyền giữ bí mật những trao đổi, ý kiến của họ khi họ thảo luận chính sự với Tổng thống. Lý do rất dễ hiểu là có luật này thì họ mới có thể thẳng thắn ra ý kiến giúp Tổng thống được, bất kể ý kiến đúng hay sai. Hãy thử tưởng tượng, trong cuộc thảo luận với Tổng thống, một ông phụ tá đặt giả thuyết, nếu ta cho FBI bắt ông X thì sao?
nội các có thể bàn tới bàn lui chẳng sao, để Tổng thống cân nhắc hợp pháp hay không là chuyện khác. Nhưng nếu tin này lọt vào phe đối lập hay lọt ra truyền thông thì bảo đảm ta sẽ đinh tai nhức óc vì những khai thác tố khổ của đối lập. Biết đâu chừng ông phụ tá đó bị truy tố ra tòa vì xúi giục bậy bạ. Đừng nói đây là lập luận bao che cho Trump vì đặc quyền executive privilege áp dụng cho tất cả các tổng thống, bất kể đảng nào, đã được ghi nhận trong hiến pháp và đã được tôn trọng từ ngày lập quốc. Bình luận gia của đài Fox và cựu dân biểu Trey Gowdy lên tiếng thách đố ủy ban điều tra 6 tháng 1 chấp nhận mang các nhân chứng của họ ra cho đối chất với các nhân chứng khác của phe Cộng hòa đưa ra, hay với các luật sư của ông Trump, mỗi tội đều là tố giác của một người, chẳng có bằng chứng nhân chứng nào xác nhận, cũng chẳng có đối chất, nên chẳng ai biết có thật hay phịa. Những tố giác đó hoàn toàn vô giá trị pháp lý, chỉ là những đòn chính trị phe đảng một chiều, chẳng thuyết phục được ai. Trong suốt cuộc điều tra cho tới nay, không một nhân chứng nào đã phải trải qua bất cứ một cuộc đối chất nào. Đòi hỏi của ông Gowdy hoàn toàn vô ích, ngay từ việc bổ nhiệm một chiều các thành viên của ủy ban cũng đã quá đủ để biết giá trị của ủy ban rồi, khỏi cần làm gì khác cho mất công, mất thời giờ và tốn tiền thuế của dân. Nhà báo kỳ cựu Brit Hillmore cho biết, tôi theo dõi Hoa Thịnh Đốn trong hơn 50 năm nay, chưa bao giờ thấy một ủy ban nào mà tất cả thành viên đều do một đảng chỉ định. Tất cả những điều khai đều không có đối chất hay không có một nỗ lực trình bày vấn đề từ cả hai phía. Tiếp đến là câu chuyện của cô Cassidy Hutchinson. Một thí dụ nhỏ mới nhất về tính khả tín của cuộc điều tra của ủy ban. Một thư ký 23 tuổi được truyền thông thổi phồng thành phụ tá cao cấp của chánh văn phòng của Trump là cô Cassidy Hutchinson. Tuần qua đã điều trần, kể chuyện Tổng thống Trump nổi điên, gần như đánh nhau với cận vệ, giật tay lái trên xe, đòi đi tới Quốc hội để xách động đám biểu tình. Khiếp quá! Ngay sau đó, Sở Mật vụ có trách nhiệm bảo vệ Tổng thống hiện nay dưới quyền Biden đấy, đã cho biết câu chuyện này phịa 100% và Sở Mật vụ sẵn sàng đưa cận vệ chính cùng với tài xế của ông Trump ra điều trần trước Quốc hội về chuyện này. Chờ xem ủy ban cuội này dám đưa họ ra điều trần hay không. Sở Mật vụ than phiền, ủy ban đã không tham khảo ý kiến của Sở trước khi đưa bà Hutchinson ra điều trần công khai. Thế mới gọi là hấp tấp và luộm thuộc. Nên nhớ, trong xe còn có kính chắn ngay sau lưng tài xế để bảo mật các cuộc nói chuyện với khách hay qua điện thoại của Tổng thống. Sau khi Sở Mật vụ lên tiếng, được hỏi lại, cô Hutchinson khẳng định đó chính là những gì cô nghe được từ ông Tony Ornado, phụ tá của chánh văn phòng Mark Meadows. Ngay sau đó, phóng viên Simon Pocupec và Gabby Orr của CNN cho biết ông Ornato đã lên tiếng cải chính. Ông cho biết ông không hề kể vậy cho cô Hutchinson. Thế thì cô Hutchinson có nói thật dưới lời tuyên thệ không? Chẳng ai biết. Ông Ornato khi đó cũng không ngồi trong xe cùng Tổng thống Trump. Được hỏi về chuyện này, ông dân biểu Cộng hòa trong ủy ban là ông Kinzinger tuyên bố là nhân viên mật vụ này là người thích nói láo. Giản dị vậy thôi, cứ tố đại là nói láo, chẳng cần điều tra, thẩm vấn, bằng chứng gì cho mệt. Trong khi bà Liz Cheney từ chối không dám trả lời, từ chối không trả lời câu hỏi bà có muốn nhân viên mật vụ ra điều trần không? Đố dám. Cô Hutchinson tố Tổng thống Trump nhiều chuyện động trời khác nữa. Nhưng một chuyện bị lộ là phịa thì tất cả những chuyện khác đều đáng nghi ngờ. Nhưng chưa hết, một con vẹt, Dizzy, tên là Dizzy, nhảy lên đài TV Envy, trợn mắt hô hoán. Trump nhào tới bẻ tay lái tài xế. Theo bản tin tiếng Anh thì cô Hutchinson nói Trump tried to grab at the steering wheel, tức là Trump tìm cách giật tay lái nhưng chưa được. Khác rất xa cái tin bóp méo là bẻ tay lái tài xế. May quá con vẹt này nói Trump bẻ tay thôi, chưa nói vặn cổ ai hay vác súng bắn ai. Một con vẹt già biện bạch là nhưng mà Hutchinson không thể nói láo vì phát biểu có hữu thể. Cái mánh của cô Hutchinson là tuyên thệ nói thật, nhưng là nói thật về những lời đã được nghe qua nói lại, chứ không phải là nói thật về những chuyện chính mắt thấy. Nhân chứng Hutchinson tung fake news, vẹt vô lương tâm nghề nghiệp tìm cách nổ sảng để câu thêm khách nghe, kiếm thêm chút tiền đi ăn phở, thêm mắm, thêm muối, nói láo mạnh hơn nữa. Một lô cuồng mê Biden nhắm mắt phong thánh cho Hutchinson. Đó chính là thực trạng thê thảm của chính trị Mỹ, truyền thông và cộng đồng tị nạn Việt ở Mỹ hiện nay. Thật là thảm hại. Nhân chứng và truyền thông như vậy mà còn có người tin, thật là mù quáng hết chỗ nói. Tiếp đến chúng ta nói về vấn đề ảnh hưởng với dân Mỹ.
Nhà báo Bessie Woodruff Swan của trang mạng Politico cho biết bà đã nói chuyện với hai dân biểu Dân Chủ và cả hai đã nhận định rằng dân Mỹ chẳng ma nào để ý tới cuộc điều tra của Ủy ban ngày 6 tháng 1. Cho dù đám truyền thông phe ta khuông chiêng chống đinh tai, truyền thông loan tin mỗi tối có đâu 20 triệu người xem điều trần. Sự thực, theo Nielsen, là tổ chức chuyên tính số người xem TV, tối đầu tiên có số người coi cao nhất có được khoảng 11 triệu người. Để có một khái niệm, số người coi diễn văn nhận đề cử của Đảng Cộng Hòa của ông Trump năm 2016 là 35 triệu người, trong khi số người coi Super Bowl vừa rồi là 120 triệu người. Ủy ban có thành công lái dư luận hay không? Dân biểu Dân Chủ của California là Rogana nhìn nhận ưu tư hàng đầu của dân vẫn là lạm phát, giá xăng, trong khi bà chuyên gia Dân Chủ Jessica Talof nói huỵch tẹt ra là cuộc điều tra sẽ chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng trên cuộc bầu cử quốc hội cuối năm nay và sẽ không cứu được Đảng Dân Chủ. Cho tới nay, Ủy ban đã thành công đúng ở một điểm là đào sâu thêm hố phân hóa chính trị Mỹ, khi những người ủng hộ ông Trump thì ủng hộ mạnh hơn và chống ông ta thì chống mạnh hơn thôi. Thật ra, trong tình trạng giá xăng và giá thực phẩm tăng như hỏa tiễn, tới ngày bầu cử trong 4 tháng nữa sẽ chẳng ai rảnh hơi để ý tới chuyện hai đảng đấm đá nhau về chuyện phe đảng ba lát. Tiếp đến là vấn đề hậu quả với cá nhân ông Trump. Ủy ban đang cố gắng kết đủ thứ tội lên đầu Tổng thống Trump với hy vọng có thể truy tố ông ra tòa và bắt nhốt ông. Một cựu công tố liên bang là ông Renato Mariotti nói chuyện trên đài CNN cho rằng việc kết tội Trump trên TV qua các tố cáo một chiều của Ủy ban là việc làm rất dễ trong chính trị, nhưng việc thực sự truy tố trước tòa thì lại trái lại. Sẽ không dễ chút nào, và cho tới nay, ông vẫn chưa thấy bằng chứng gì có thể buộc tội ông Trump trước một phiên tòa theo đúng thủ tục pháp lý gì hết. Cựu Thứ trưởng Tư pháp đã từng phản đối Tổng thống Trump là ông Andrew McCarthy cũng đã lên tiếng tố ủy ban này đúng là một phiên tòa cuội Kangaroo Court vì chỉ đưa ra một nhân chứng một chiều và lại tuyệt đối không cho ai đối chất hết. Những bị can từ Tổng thống Trump trở xuống bị tố đủ loại tội, cũng chẳng có ai có luật sư bào chữa hay giải thích gì hết. Theo ông McCarthy, điều tra sẽ gây hại vô kể cho quốc gia trong khi chẳng làm gì được ông Trump. Cựu Bộ trưởng Tư pháp là ông Mark Weicker nhận định, cho tới nay tôi chẳng thấy có gì mới lạ trong các cuộc điều trần này. Cựu Bộ trưởng Tư pháp Matt Weicker nhận định rằng, cho tới nay tôi chẳng thấy có gì mới lạ trong các cuộc điều trần này. Nhưng ông lại cho rằng việc đòi cựu luật sư của Tòa Bạch Ốc ra điều trần đã đi quá xa mức hiến pháp cho phép. Nên nhớ trong luật Mỹ, các luật sư nói chuyện gì với các thân chủ là chuyện tuyệt mật, không ai có quyền tra hỏi cả. Nói cách khác, hậu quả pháp lý đối với Trump là đúng zero, nhưng ủy ban vẫn xúc tiến cuộc điều tra vì đó là một việc hoàn toàn mang ý nghĩa chính trị và hậu quả chính trị. Trong mục tiêu hạ uy tín của ông, khiến ông không ra tái tranh cử được, cũng như có hy vọng hạ uy tín của cả Đảng Cộng Hòa, cứu Đảng Dân Chủ trong mùa bầu cử cuối năm nay. Lên tiếng với Ủy ban điều tra này, ông Trump đã đòi hỏi và thách thức Ủy ban dám cho ông được quyền có ngang thời giờ, Equal Time, trên TV cả nước để trả lời những tố giác của Ủy ban. Ủy ban chưa chính thức lên tiếng trả lời, tuy nhiên, chẳng có ma nào tin công lý của Đảng Dân Chủ hết. Trời sập phe Dân Chủ cũng không dám chấp nhận lời thách đố của ông Trump. Kết luận, tính phe phái một chiều, những xuyên tạc bóp méo, fake news và nhất là những ngồi xổm trên tất cả các nguyên tắc và thủ tục hành chính và pháp lý trên cho thấy rõ ràng Đảng Dân Chủ coi công luận như pha. Trump bị tố là đe dọa nền tảng dân chủ của Mỹ. Thế những chuyện ngồi xổm trên tất cả luật lệ và thủ tục để loại cho bằng được một đối thủ chính trị được 48% cử tri Mỹ bầu làm quốc trưởng thì lại là bảo vệ nền dân chủ hay sao? Khiến cả này thắc mắc rằng, nếu quốc hội có luật cấm không cho ai được khinh thường quốc hội, thì tại sao lại không có luật cấm chính khách khinh thường dân? Tại sao dân không có quyền khinh thường chính khách, mà chính khách lại toàn quyền coi công luận như pha, khinh thường dân vô tội vạ? Tóm lại, điều tra phe đảng cuội vẫn là phe đảng cuội. Muốn có một nhận định chính xác của ủy ban, thì ta chỉ cần nhớ lại các tòa án nhân dân đấu tố các đại điền chủ sở hữu 3 thước đất trong vụ cải cách ruộng đất ngoài Bắc sau khi Việt Cộng chiếm Bắc Việt thôi. Cũng một phương thức là tuyệt đối một chiều, không cần bằng chứng, toàn nhân chứng phịa, không đối chất, không luật sư bào chữa, số phận bị can ai cũng biết trước khi phiên tòa chưa bắt đầu. Chắc là ủy ban học sách vở của Trường Chinh để lại do bà Ngọc Dung phiên dịch chăng?
Tin buồn cho dân Mỹ là sẽ còn phải chịu đựng màn xiếc rổ vì phe Dân Chủ nhất quyết sẽ khai thác trò này dài dài với sự tiếp tay đắc lực nhất của truyền thông phe ta. Ít nhất cho tới ngày bầu cử cuối năm nay, lá bài tẩy quá ngon trong cuộc bầu cử không thể bỏ qua được bất chấp mọi chuyện khác. Dường như phe Dân Chủ cũng không nghĩ xa hơn đầu mũi, không hề nghĩ nếu như họ mất thế đa số tại Hạ viện cuối năm nay, thì năm tới phe Cộng Hòa sẽ tung ra bao nhiêu vụ điều tra. Thật ra đây là vòng xoáy luẩn quẩn của phe Dân Chủ. Họ biết điều tra kiểu này nếu thua bầu cử sẽ là đại họa, nhưng họ vẫn cố bám vào điều tra với hy vọng điều tra sẽ giúp họ thắng cuộc và tránh bị Cộng Hòa điều tra. Cuối năm nay, chúng ta sẽ có câu trả lời cho bài toán nhức óc của Đảng Dân Chủ. Và thưa quý vị, bài viết đến đây đã hết rồi. Chúng ta thấy rằng tất cả mọi chuyện, phải nói là không có một chuyện nào mà từ khi mà Tổng thống Trump đắc cử Tổng thống năm 2017, tức là làm Tổng thống từ năm 2017, mà cho đến khi mà ông đã gọi là không còn làm Tổng thống nữa, sau 4 năm hết nhiệm kỳ rồi, họ vẫn tiếp tục đưa những bản tin rất là bậy bạ phịa, mà toàn là những cái, mà nó là họ quá nhiều tiền, họ lại nhất định phải kết hợp với nhau, cho dù họ ghét nhau, nhưng mà họ vẫn kết hợp nhau đánh chết một người mà họ không thích. Mà phải nói là đưa ra biết bao nhiêu những bằng chứng, đưa biết nhau những nhân chứng tầm bậy tầm bạ, rồi những cái bằng chứng không ra gì cả, để mà những cái câu chuyện bịa đặt ra để mà hại một người vì dân vì nước như vậy. Hỏi chúng ta có tức hay không? Dĩ nhiên là những người mà bênh vực Tổng thống Trump, họ sẽ không bao giờ, họ sẽ không bao giờ mà bỏ cuộc hết. Họ cũng chẳng bao giờ mà phản bội Tổng thống Trump. Cho nên mấy người đó, phải nói mình thấy nó những cái trò chơi nó quá bẩn thỉu và nó dơ dáy đến độ mình không muốn nhắc đến nữa, nhưng mà vẫn phải nói, bởi vì tin tức là phải báo cho mọi người biết. Nếu mà không có tiếng nói như bình luận gia Vũ Linh mà không viết những cái bài viết như thế này thì chỉ có bên họ viết thôi, thì lại hướng dẫn dư luận sai lầm và tất cả mọi chuyện nó sẽ hướng sang một cái ngã còn tệ hại hơn nữa. Và thưa quý vị, một bản tin nữa Phương Thanh muốn gửi đến quý vị. Một bài viết: ai đang thống trị hệ thống phân phối xăng dầu của Mỹ? Hiện nay giá xăng dầu tăng và người dân hoảng loạn. Tại vì khi mà xăng dầu tăng thì tất cả mọi thứ đều tăng. Và chúng ta thấy cuộc sống bây giờ phải nói là vấn đề. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa yêu cầu các chủ cây xăng phải giảm giá bán. Nhưng cách thức vận hành của nền kinh tế tư nhân Mỹ có lẽ không phải là lĩnh vực mà Tòa Bạch Ốc có thể can thiệp được. Cuối tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden viết trên Twitter rằng ông đã yêu cầu các chủ cây xăng phải giảm giá. Ông viết như sau: thông điệp của tôi đối với những điều hành trạm xăng, đối với những người điều hành trạm xăng và những người quyết định giá bán xăng rất đơn giản. Đây là thời kỳ chiến sự và nguy hiểm trên toàn cầu. Hãy hạ giá bán cho người sử dụng. Hãy làm điều đó ngay bây giờ. Tài khoản chính thức của ông Biden viết như vậy. Theo Wall Street Journal, nếu thông điệp này được đưa ra bởi người tiền nhiệm Donald Trump, chắc chắn sẽ có một làn sóng chỉ trích trên truyền thông, và dù ai đưa ra yêu cầu này có lẽ cũng sẽ khó có khả năng trở thành hiện thực được. Ở thời điểm hiện tại, các nhà máy lọc dầu sở hữu chưa tới 5% tổng số cây xăng ở Mỹ. Hơn 60% cây xăng được điều hành bởi một cá nhân hoặc một gia đình nào đó, phần còn lại nằm trong tay các cá nhân khác. Thực tế, các nhà máy lọc dầu đã rời khỏi lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu từ những năm 2000 vì tỷ suất lợi nhuận thấp. Cơ quan quản lý cho biết hoạt động phân phối và tiếp thị chiếm tới 5% chi phí giá xăng trong tháng 5 vừa qua, tương đương với 22 xu một galon. Khoản này bao gồm chi phí vận chuyển, nhân công, các dịch vụ đi kèm, chi phí cho bất động sản và chi phí thanh toán thẻ tín dụng. Chính bởi thế hầu hết các cây xăng chỉ có thể kiếm được vài xu mỗi galon. Họ kiếm lời chủ yếu từ cách bán thực phẩm và thuốc lá tại các cửa hàng nằm chung ở các trạm xăng. Tuy nhiên, Hiệp hội các cửa hàng tiện lợi quốc gia cho biết, thành viên của họ đang gặp khó khăn trong bối cảnh giá xăng tăng cao, nên khách hàng dừng lại ít hơn và mua sắm cũng ít hơn. Hơn 1/4 số cây xăng ở Mỹ đã đóng cửa kể từ năm 1990 vì chúng không thể sinh lời được. Nếu các nhà bán lẻ bán nhiên liệu với giá gốc, họ sẽ chẳng thể hoạt động nổi. Trong khi đó, các đơn vị bán lẻ thuộc sở hữu các nhà máy lọc dầu có thể vẫn tồn tại, nhưng họ sẽ phải đối mặt với các cuộc điều tra chống độc quyền. Tuy nhiên, yêu cầu các cây xăng giảm giá không phải là điều duy nhất mà chính quyền của Tổng thống Joe Biden thực hiện. Những tháng gần đây, ông chủ của Tòa Bạch Ốc liên tiếp
buộc các công ty dầu khí trục lợi từ giá dầu tăng cao và yêu cầu họ ngay lập tức gia tăng sản lượng. Dẫu vậy, chính quyền của ông Biden lại rất ủng hộ năng lượng xanh, thậm chí còn đe dọa ngành công nghiệp năng lượng truyền thống. Thực tế thì mọi doanh nghiệp đều đưa ra định hướng dài hạn dựa trên kỳ vọng của nhu cầu cũng như tín hiệu chính sách. Họ sẽ không thể đẩy mạnh đầu tư khi mà chính quyền đương nhiệm muốn hạn chế nhiên liệu hóa thạch. Ngay cả khi các điều kiện trở nên thuận lợi, cho phép các nhà khai thác thu lời từ việc tăng sản lượng, chẳng ai muốn đầu tư khi chính quyền ông Biden liên tiếp thể hiện sự ủng hộ với năng lượng sạch. Đó là lý do chính khiến Mỹ phải tìm tới các đối tác khác, bao gồm cả những quốc gia có mối quan hệ không suôn sẻ, nhằm bù đắp lại những thiếu hụt nguồn cung do các biện pháp cấm vận nhắm vào Nga. Và thưa quý vị, đây là bài viết của tác giả Linh Anh, bài này là vấn đề tham khảo, và chúng ta mới thấy một những cái chuyện đâu có phải là dễ dàng, đâu phải là muốn hô hoán gì là được. Và từ thất bại này sang thất bại khác, chúng ta cứ chờ xem rồi đến khi nào chúng ta mới có thể thoát được. Và thưa quý vị đang theo dõi chương trình Thế sự thăng trầm. Phương Thanh sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Trở lại với chương trình Thế sự thăng trầm là phần bảo trợ của một nhóm học viên pháp luân công tại Orange County. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị một pháp môn khí công thượng thừa, tu luyện cả thân lẫn tâm với ba tiêu chuẩn chân thiện nhẫn, đó là pháp luân đại pháp hoặc là pháp luân công. Phương Thanh mời quý vị vào website falundafa.org để có thể biết thêm nhiều chi tiết hơn về pháp môn này. Quý vị cũng có thể gọi cho Andy số điện thoại 714-401-7373, 714-401-7373 để biết thêm nhiều chi tiết hơn. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Tiếp nối chương trình, Phương Thanh sẽ gửi đến quý vị một bản tin, một bài viết: Ray Epps là ai và tại sao FBI lại bảo vệ anh ta? Lời mở đầu: Ủy ban ngày 6 tháng 1 do bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chọn lựa toàn là những nhân vật chống Trump và thù ghét Trump cho đến chết. Trong đó có hai dân biểu Cộng hòa là bà Liz Cheney và ông Adam Kinzinger. Trong các phiên gọi là điều trần, những người được gọi là nhân chứng thì cũng toàn là những người khai những điều bất lợi cho Trump và hoàn toàn không có đối chất, không bao giờ. Mới đây, một nhân chứng mà cánh tả khoe rằng rất đặc biệt sẽ tung ra một quả bom nặng ký là một câu chuyện nóng hổi còn bốc khói rất ly kỳ và động trời. Đó là Trump bóc họng nhân viên bảo vệ an ninh và muốn cướp tay lái chiếc xe The Beast để cùng với đoàn người tuần hành tiến đến điện Capitol trong ngày 6 tháng 1 năm 2021. The Beast là tên chiếc xe chở các tổng thống Hoa Kỳ. Trên xe, tổng thống luôn luôn ngồi ở băng sau. Giữa băng trước và băng sau là một tấm kính chắn tách biệt. Tài xế và người ngồi cạnh tài xế ở băng trước không thể nghe được nếu tổng thống có nói chuyện với ai đó qua điện thoại, và tuyệt đối là tổng thống không thể với tay để giành lấy tay lái của tài xế. Nhân chứng rất đặc biệt này là cô Cassidy Hutchinson, một phụ tá của chánh văn phòng tòa Bạch Ốc Mark Meadows. Cái câu chuyện ly kỳ đến độ vô lý, lố bịch và nực cười như thế mà ủy ban bao gồm các vị dân cử kiến thức đầy mình cùng chăm chú lắng nghe và tin theo răm rắp, chuyện này phải nói là bó tay .com, không cần phải bàn thêm nữa. Vấn đề ở đây là có ủy ban của bà Pelosi đã không dám cho đối chất và như đã nói, chỉ dám cho các nhân chứng lên khua môi múa mỏ một chiều thôi. Nếu có ngon, thì ủy ban này hãy cho điều tra về nhân vật có tên là Ray Epps mà Wall Tribune Staff ngày 27 tháng 10 năm 2021 đã đề cập đến như sau, và bài do Nguyễn Thị Bé Bảy phỏng dịch. Ray Epps là ai và tại sao FBI lại bảo vệ anh ta? Ray Epps, một thành viên nổi bật của nhóm The Oath Keepers, một trong những người dàn dựng chính của vụ xâm nhập vào điện Capitol trong ngày 6 tháng 1. Nhưng anh ta chưa bao giờ bị bắt mà lại còn được FBI bảo vệ nữa. Vậy Ray Epps chính xác là ai? Lúc đầu, Ray Epps là một trong những người từng bị FBI truy nã gắt gao nhất vì liên quan đến vụ xâm nhập ngày 6 tháng 1, cho đến khi tên tuổi của Ray Epps được xóa khỏi danh sách truy nã một cách âm thầm vào tháng 7. Câu hỏi đặt ra là có bí ẩn gì trong vụ này? Epps nổi bật trong một đoạn video mà dân biểu Cộng hòa Kentucky là ông Thomas Massey đã trình chiếu trong buổi điều tra của Tổng trưởng Tư pháp Merrick Garland vào giữa tháng 10 năm 2021. Câu hỏi của Massey
khiến Garland lúng túng. Cuối cùng, Garland từ chối bình luận về đoạn video đó. Dân biểu Massey hỏi rằng, theo như những gì chúng tôi có thể xác định, vào ngày 5 tháng 1, có một người nói với những người tuần hành rằng anh ta có thể sẽ đi tù, anh ta có thể sẽ bị bắt, nhưng họ cần phải đi vào điện Capitol vào ngày hôm sau, và chính anh ta sẽ hướng dẫn mọi người vào điện Capitol trong ngày hôm sau ấy. Hôm sau chính là ngày 6 tháng 1. Quả thật là anh này đã hướng dẫn một số người đến điện Capitol. Dựa theo những gì mà chúng tôi tìm thấy được, thưa ông Garland, ông đã nói đây là một trong những biến động lớn nhất trong lịch sử. Vậy ông đã xem video đó hay những khung hình từ video đó hay chưa? Tổng trưởng Tư pháp Garland trả lời, như tôi đã nói ngay từ đầu, một trong những tiêu chuẩn của Bộ Tư pháp là không bình luận về các cuộc điều tra đang chờ giải quyết, và đặc biệt là không bình luận về các cảnh tượng cụ thể hoặc các cá nhân cụ thể. Massey lại hỏi, hôm nay tôi hy vọng sẽ cho ông một cơ hội để làm sáng tỏ về những lời đồn đãi cho rằng có các đặc vụ liên bang hoặc tài vật của chính phủ liên bang hiện diện vào ngày 5 tháng 1 và ngày 6 tháng 1. Ông có thể cho chúng tôi biết mà không cần nói gì về các sự kiện cụ thể hoặc các video cụ thể là có bao nhiêu đặc vụ hoặc tài vật của chính phủ liên bang có mặt vào ngày 6 tháng 1. Liệu họ có kích động mọi người vào điện Capitol hay không? Và có ai trong số họ đã làm như vậy không? Garland trả lời, như đã nói, tôi sẽ không vi phạm quy tắc này của quy tắc pháp luật. Đó là ông ấy ngập ngừng và ú ớ không trả lời được. Ông nhìn xuống và quay đi. Tôi sẽ không bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Theo ghi nhận của các nhân chứng và video cho thấy, những người biểu tình đến điện Capitol vào ngày 6 tháng 1, nơi Ray Epps cũng đã hiện diện với họ trong ngày trước đó. Những người này bắt đầu đối diện với các cảnh sát đứng sau và các hàng rào an ninh. Trong đó có một thanh niên mặc áo thun đen, đội mũ MAGA đỏ. Kế đến, Epps xuất hiện và thì thầm vào tai thanh niên này. Anh này tên là Ryan Samso, cư dân của Pennsylvania, một người được biết là có nhiều tiền án về bạo lực. Khi thì thầm vào tai Samso, Epps dường như đã biết là đã nhắm trúng mục tiêu. Ngay lập tức, Samso bắt đầu đẩy hàng rào xuống để những người biểu tình chạy tràn vào sân điện Capitol, và Epps ngay sau đó lập tức biến mất. Nhóm điều tra Revolver đã tìm hiểu cặn kẽ hơn về Epps và tiết lộ trong một báo cáo ngày 25 tháng 10 rằng Epps dường như đã lãnh đạo nhóm thực hiện những hành vi bất hợp pháp vào ngày định mệnh đó. Hơn thế nữa, Ray Epps và nhóm vi phạm của anh ta đã làm tất cả những công việc bẩn thỉu của họ 10 phút trước khi Tổng thống Trump chấm dứt bài phát biểu tại National Mall, trong khi đại đa số những người ủng hộ Trump vẫn còn cách điện Capitol 30 phút. Revolver cũng phát giác rằng FBI đã bí mật loại bỏ tên Ray Epps ra khỏi danh sách truy nã gắt gao nhất ở Capitol vào ngày 1 tháng 7, chỉ một ngày sau khi Revolver tiết lộ sự bảo vệ khó hiểu của FBI đối với Ray Epps và tên bạn thân là Stuart Rhodes, một thủ lĩnh của nhóm The Oath Keepers, trong một bài báo. Bài báo lưu ý rằng Ray Epps dường như đã làm việc cùng với một số cá nhân, nhiều người trong số họ không liên quan với nhau, để thực hiện hành động vượt hàng rào cảnh sát. Kéo theo sau là những người MAGA tuần hành đã vô tình xâm nhập vào các khu đất cấm của điện Capitol mà không chút nghi ngờ, cho nên họ đã đặt mình vào vòng nguy cơ về mặt pháp lý. Revolver lưu ý rằng Ray Epps đã nổi bật trong hầu hết mọi cuộc chạm trán vào ngày 6 tháng 1 và đóng hai vai trò riêng biệt. Đầu tiên, Ray Epps hướng dẫn các biệt kích và đám đông theo anh ta lao vào điện Capitol và không có gì ngăn cản họ cả. Thứ hai, Ray Epps hỗ trợ bảo vệ cảnh sát và cơ quan thực thi pháp luật để không có bất cứ cảnh sát địa phương hoặc liên bang nào bị tổn hại trong các vụ vi phạm. Vào ngày 8 tháng 1, FBI đã đăng một bức ảnh của Ray Epps trên thông cáo tìm kiếm thông tin về bạo lực tại điện Capitol Hoa Kỳ. Văn phòng FBI thậm chí còn đưa ra một phần thưởng bằng tiền mặt nữa. Trong vòng chưa đầy 3 ngày, Ray Epps đã được xác định là nghi phạm thứ 16 trong danh sách cảnh báo. Các nhà nghiên cứu đã chứng thực danh tính của anh ta bằng vô số bằng chứng trực tiếp không thể phủ nhận được, bao gồm cả lời thú nhận từ chính miệng của đương sự với tờ báo địa phương của anh ta. Revolver lưu ý như vậy. Khi Joe Biden, thành viên Đảng Dân Chủ của Quốc hội và các đồng minh Big Media của họ cho rằng ngày 6 tháng 1 là cuộc tấn công tồi tệ nhất vào nền dân chủ Mỹ kể từ sau nội chiến, FBI đã không làm gì với những tin tức được công chúng cung cấp về Ray Epps. Trong khi đó, các đặc vụ đã được cử đi khắp nơi để điều tra và bắt giữ hàng trăm người Mỹ.
Chủ yếu họ chỉ phạm tội nhẹ là xâm nhập vào những nơi không được phép vào thôi. Vào ngày 1 tháng 7, trong khoảng thời gian từ 3 giờ 30 phút sáng, xin lỗi quý vị, khoảng thời gian từ 3 giờ 37 phút sáng đến 5 giờ 55 phút chiều, FBI cuối cùng đã hành động với Ray Epps, nhưng không phải để truy tố anh ta hoặc thông báo một cuộc điều tra toàn diện hoặc cuộc đột kích của FBI. SWAT vào nhà của Epps để lấy tất cả điện thoại và thiết bị điện tử của anh ta. Thay vào đó, một người nào đó tại FBI đã lặng lẽ và lén lút tẩy xóa mọi dấu vết của Ray Epps ra khỏi cơ sở dữ liệu của các cuộc bạo loạn bị truy nã gắt gao nhất ở Capitol. Trong kho dữ liệu của justice.gov, Capitol Bridgegate cho phép mọi người được vào để tìm kiếm dữ liệu, hoàn toàn không có dấu vết hoặc bất kỳ hồ sơ nào mang tên Ray Epps. Vậy Ray Epps thực sự là ai? Và cái gọi là Ủy ban ngày 6 tháng 1 có dám đề cập đến anh ta hay không? Thách đấy. Và thưa quý vị, bản tin rất hay vừa qua đã kết thúc chương trình hôm nay. Phần thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mời quý vị bấm một nút subscribe và nhấn chuông để có thể tiếp nhận những chương trình mới. Phần thành cầu chúc quý vị một đêm ngủ thật bình an, một cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và xin kính chào tạm biệt quý vị.